Xin chào cô chú chị mình han Thì bữa nay chủ nhật nha chị ơi. Bữa nay ngày 14 tháng 8 năm 2 thì em xin cập nhật hình ảnh cho chị mình chính là một bộ mẹ con cái ba bê, mẹ bô xin con ba bê cái nha chị. Con bò cái mẹ này em kiểm tra thì phần sáng mặt nè, xá lưng hen là đóng chuẩn nghiêm chỉnh, mong đích kỳ đuôi hoa đều hoàn thiện hen. Bò mẹ này thì dàn rúng nó là đúng chèn bốn dấu điều hang, chân móng anh chị quan sát dùm em nè, cái dàn chân móng trước sau nói là chân móng hoàn thiện nha móng thì là móng sò trước sau gọn gàng yếm cũng đầy đủ luôn nha anh chị con bò mẹ này thì chiều cao thì em lấy tước em đo ngay số lưng nha anh chị thì nó cao là 1m25 bò nha anh chị rất là cao nha đó bò mẹ này thì lông dai xét nhuyễn nhừ đó đỏ mặt nha anh chị đó không rang không giá nha hoa đen bự đó đu dài chân móng nè mặt mai đều nghiêm chỉnh hết nhau chỗ gì con bò mẹ này thì em có dạch răng nha chị con bò này thì nó là bò tơ nha mới rớt một đồ răng nha anh chị nghiêm chỉnh hoàn thiện không tạc lỗi nha đó từ chân móng xá tích dậu lườn vú rúng nè răng cỏ thì em kiểm tra đầy đủ hết cho chị mình ha là nghiêm chỉnh hết hoàn thiện không tạc lỗi nha anh chị bò này thì mới đẻ một con nha anh chị mới đẻ con lưới đầu tiên ha con cái ba bê bên kia nè đó con bò cái mẹ bô xin này thì anh chủ nhà có nói với em thì đã lên giống cái cách đây vài ngày rồi nha anh chị Tại vì do anh chủ nhà kẹt công chuyện lô bô việc nhà nha Nên là không có bơm lại được nha cô chú chị Thì con bò cái mẹ này mình nuôi á Mình mua về mình nuôi tầm khoảng là 15 ngày á Thì nó sẽ lên giống lại Thì anh chị theo dõi con bò Là mình bơm lại giúp em ba bê hay bò kem gì cũng được nha Bò này thì nó mới lên giống vài ngày thôi nha cô chú gì Đó Thì ngày hôm nay thì em lên cho anh chị cái bò mẹ con này giá rất là rẻ luôn chị đó giá này không có chỗ nào có đâu anh chị ơi Đó rồi để em quay cái con bò cái à, ba bê con nói cho anh chị em coi luôn rồi em sẽ báo giá cụ thể cho anh chị mình cái bò mẹ con này ha đó như anh chị mình theo dõi hết video để chúng ta là biết ngay cái bò mẹ con này giá bao nhiêu tiền ha giá rất là rẻ luôn anh chị rồi bây giờ em sẽ xen máy qua cái con bò cái ba bê cho anh chị mình coi nè cái bê này cái đầu trọc lóc nha anh chị đầu trụi ha sẽ mặt sẽ lưng là đóng chuẩn nha anh chị đó bò con này là con bò cái bà bê nha anh chị đó dài đòn ha lưng nó là lưng đôi nha chị đó dàn sứ lưng là đóng chuẩn nha đó mông đít nè mầm bò cày đu to chăn cẳng rồi để đứng anh chị thấy nha ok hoàn thiện hết chăn móng nó là chăn móng sò nha thì con bò cái bơ bê con này thì em lấy trước em đo ngay sứ lưng nha anh chị thì chiều cao nó tầm khoảng là hơn chín tấc bò nha anh chị đó cao hơn chín tấc bò ha hoa thì hoa đen nha chị mông đít thì nó mầm lắm nha anh chị đó lưng thì lưng đôi thả đòn rất là dài anh chị bò cái ba bê con này thì anh chủ nhà nói với em thì nó được hơn 3 tháng tuổi rồi nha anh chị hơn 3 tháng tuổi bò rồi nha đó thì cái bò mẹ con này thì ngày hôm nay thì em muốn bán về cho bà con mình cần xa nha với mức giá là 25 triệu 500 ngàn nha anh chị đó 25 triệu 500 ngàn cho cái bò mẹ con này á thì cô chú chị mình ở nhà mà đang cần một cái bò mẹ con mà lứa đầu tiên luôn bò tơ á đang đẻ con sau này mình nuôi nha anh chị nó sinh sản nó lâu và dài hơn nha thì hôm nay thì em có một cái bò mẹ con cái ba bê này đó chia lại cho bà con mình cần xa mình đem về nuôi nhé bà mẹ con này thì em bán về cho anh chị mình là em bao rồi lú mình là 5 tháng nha đó em bao năm tháng nha anh chị cho nó lâu cho anh chị mình mua bò thì nó yên tâm hơn nha đó thì những cô chú gì mình cần xa và mình đang theo dõi được cái đeo này của em và mình có ý định là mua một cái bộ mẹ con cái như thế này nó tiền đem về nuôi sinh sản dài lâu á đó. đó thì hôm nay em có lên cái bộ mẹ con này chỉ duy nhất hôm nay nhau chỗ gì tại bộ mẹ con này á thì nó rất là rẻ rồi anh chị đó, khó cái nào mà sở hữu được cái bò mẹ con thứ hai nên ngày hôm nay cho bán chỉ bán một ngày đêm nay thôi nha 25 triệu trăm ngàn rồi anh chị mình cứng nhanh tay và gọi ngay cho em nha cô chú anh chị